Ocean. Đi ra đây bố con mình đi ra vườn chơi đi. Cẩn thận nhá. Rồi con nhìn kìa. Đấy vườn rau của bà đấy. Đi. Cẩn thận nhá. Rồi đây, đây đây. Bố con mình cùng xem vườn rau của bà có những loại rau củ quả gì nhé. Đây. Cái biết rau gì đấy không? Đây rau gì nhỉ? Rau bắp cải đấy. Đấy, rau bắp cải đấy. Đấy, nhiều rau chưa? Đây, súp lơ này. Cả nhìn thấy súp lơ chưa? Đây, súp lơ này. Dạ, cho mẹ ăn rau đây. Đây, cho ăn rau súp lơ đi. Ừ, ăn đi, cho con cho gà trống ăn đi. Cái gì đây? Cái súp lơ. Cải dẫm hết vào rau của bà rồi. Con đi ra đây, không dám rau bà. Này rau khoai lang này. Đấy, rau khoai lang này. Đấy. Rau này một số người thành phố về vẫn về hái để luộc này. Đi tiếp đi. Nhiều cay quá. Đây là rau gì đây Cải ơi? Cái rau su hào. Đấy, su hào của bà đấy. Con ăn không? Đi xem tiếp nhá. Đây là luống rau khoai tây. Đây là khoai tây, đây là củ khoai tây. Khoai tây đấy. Đây cây ngô này, cây ngô bé này. Khi nào mà nó lớn lên nó sẽ có bắp ngô ấy. Giờ nó vẫn còn bé. Cái gì đây? Cây ngô. Ngon không? Ngon. Dạ, ăn ngon không? Ngon. Rồi Cải chào các bạn đi Cải ơi. Cải bây giờ chào các bạn. Vẫy tay con chào các bạn. Con chào các bạn.